tất cả các anh em đang xem video, shop sẽ đem đến cái chương trình khuyến mãi là kỷ niệm 10 năm sinh nhật của shop. Hiện tại là những anh em nào biết đến shop từ ngày đầu tiên bán hàng thì anh em cũng biết là từ năm 2014 là shop đã bắt đầu bán lo và những cái mẫu phụ kiện để chơi gà, chơi đủ thứ cho tất cả các anh em và giao đi toàn quốc. Thì hôm nay tròn 10 năm thì shop sẽ đem đến cho anh em cái chương trình khuyến mãi, đó là tất cả các anh em mua tất cả các mẫu lo đang xuất hiện trên màn hình của anh em thì anh em sẽ được lựa chọn 4 món quà tặng để tặng kèm. Thứ nhất là tặng thẻ nhớ nếu anh em muốn tặng thẻ nhớ, còn nếu mà anh em đã có thẻ nhớ rồi anh em có thể chọn tặng áo mưa. Ở bên shop thì cũng có tặng áo mưa, thấy không? Cái áo mưa của Honda này là anh em mua cũng 40-50 ngàn rồi, hoặc là anh em chọn lấy chai nước Lock and Lock này, chai đựng nước Lock and Lock này cũng 40-50 ngàn rồi nha tất cả các anh em. Hoặc là anh em muốn lấy cái ba lô đeo như thế này, ba lô này ở trong đây nó có cái hộp, anh em đừng lo đựng đồ rất là thoải mái nha tất cả các anh em. Đây tôi bỏ thử cho anh em xem này, ví dụ như anh em bỏ điện thoại hay cái gì đó vô đây, bóp tiền vô đây rất gì là thuận tiện nha đó. Hoặc là anh em cũng thông cảm là do tôi làm cái video này chỉ cầm có một tay cho nên là nó rất là khó thực hiện cho tất cả cái này. Anh em thấy rất là rộng ha. Đó, ba món quà tặng cho tất cả các anh em ha. Một là anh em chọn thẻ nhớ, hai là anh em chọn cái túi này, ba là anh em chọn bình nước, bốn là anh em chọn áo mưa. Thì chúng tôi sẽ sơ lược những cái mẫu lo cho tất cả cái này, từ mẫu lo rẻ tiền ha. Rẻ tiền thì cái này nó khoảng 140 ngàn nha tất cả cái này, 140 ngàn cho mẫu lo này, xài được 6 tiếng đồng hồ. Còn đây là 170 ngàn cho mẫu lo này. Hai mẫu lo này nó chỉ khác nhau về phần pin ở trong thôi. Loại này thì nó một pin, loại này nó đến tặng hai cục pin ở trong cho nên là thời lượng pin của nó phải vượt qua 10 tiếng đồng hồ. Thì thời gian qua bán cái này cho anh em 7 khúc 7 hút mặt rồi, anh em rất là thích. Nhỏ gọn, giá cả hợp túi tiền. Đó, lo điều khiển có từ xa thì 898 nè, Q92 nè, AT100 nè, AT108 nè, AT109 nè. Đối với dòng lo 898 này là 350 nè, ngày thường anh em chưa có thể nhớ, kỳ này anh em mua được tặng thể nhớ nè. Q92 là 660 là kỳ này anh em mua cũng được tặng thể nhớ nè. AT100 nè, kỳ này anh em mua cũng được tặng thẻ nhớ nè. AT108 là 800 nè, kỳ này anh em mua được tặng thẻ nhớ. Riêng dòng lo AT109, dòng lo này là to nhất, cũng nhất, đắt tiền nhất, thì dòng này là 850 nè. Ngày thường anh em mua là không có tặng thẻ nhớ, nay mua anh em được tặng thẻ nhớ nè. Anh em mình lưu ý là cái thời gian khuyến mãi chốt chỉ khuyến mãi cho anh em 4 ngày. Trong cái kỳ khuyến mãi sinh nhật này là từ ngày 22 cho đến ngày 25 tháng 6 năm 2024 nha. Thì anh em mua mới được quà ha. Anh em lựa chọn 4 món quà này, anh em thích quà nào shop tặng cho anh em quà đó ha. Đó, không giải quyết những tình trạng mua sớm hay mua sau thời gian khuyến mãi rồi quà ha, anh em thông cảm giúp. Đây là cái quà tặng cho anh em thôi, anh em không mắc tiền mua cho nên là anh em cũng đừng khiếu nại ha. Rồi chúc anh em xem video vui vẻ ha. Trong cái kỳ khuyến mãi này shop có hiện tại mười mấy món hàng đang có khuyến mãi, từ xào, lụp, giò, lòng, thức ăn, lúa tiêu, ngũ cốc đang khuyến mãi rầm rộ luôn nha tất cả các anh em. Chỉ có 4 ngày cho anh em chọn mua thôi, anh em cứ chọn mua nhiều món quà đi. Món nào cũng có quà tặng hết nha tất cả các anh em.